sống, học tập và làm việc theo tấm gương vô đạo đức của Hồ Chí Minh. Đấy, đó là khẩu hiệu mà theo tôi nghĩ đến giờ này cũng vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang dùng. Tại vì tôi biết là trong cái thời gian tôi ở Việt Nam gần đây nhất là từ năm 2013 đến đầu tháng 6 năm 2016 khi mà họ tống cổ tôi lại về Mỹ đó. Thì tôi biết là cái khẩu hiệu đó tôi thường được thấy ở trang gần như là đâu đâu cũng có khẩu hiệu này hết á. Cho nên nhân cái việc mà tôi nói về cái vấn đề mà hội đồng bác sĩ của bệnh viện quân y Biên Hòa, thì đây là tôi không dám chắc nha, tại vì tôi không biết đó là bệnh viện nào rõ, nhưng mà đặc biệt là tôi nói là khi mà đưa tôi đến bệnh viện đó thì tôi nhớ hình như đó là bệnh viện quân y, nó nằm trong khu Biên Hòa thôi, cũng gần nhà tù thôi, thì cho nên tôi mới nói như vậy. Nhưng mà cũng đó là theo cái trí nhớ của tôi, nhưng mà thực sự đó chưa chắc đó là bệnh viện quân y. Thì tôi chỉ muốn nói đến cái chi tiết đó để cho mọi người nếu muốn tìm hiểu thì cứ điều tra không. Thì riêng cái việc đó thì tôi nói như thế này. Tôi có nhớ là tôi có nhắc đến cái việc mà bác sĩ Vũ, một trong những thằng bạn học cũ của tôi bên Việt Nam đó, là theo thằng Thịnh nó nói trong cái lúc mà bạn bè ngồi uống cà phê với nhau thì Thịnh nó nói là Vũ đi học cái khóa đó thì cũng chưa được lên tới chức trưởng phòng, mà cái điều tất yếu đó là phải có đảng, đại khái là vào đảng đó thì mới được lên nắm cái chức vụ trưởng phòng, còn không thì cao lắm chỉ là phó thôi. Tại vì tôi khi mà tôi nghe thằng Vũ là nó bỏ đi đăng học cái khóa học nào đó đó, cho nên tôi mới nói là có lẽ là Vũ sẽ được lên chức trưởng phòng sau khi học xong khóa đó. Thì Thịnh nó với nói chung là nó khích lại cái câu đó. Thì để tôi quay lại, tôi muốn chứng minh là tại sao mà tôi lại nói chạy có một tí xíu thôi. Tôi bỏ vô có một chữ à. Có một chữ vô. Vô tức là mình có thể nói là cái điều vô thường mà không. Cho nên đâu có thành vấn đề đâu. Cho nên nó mới ra cái câu là sống, học tập và làm việc theo tấm gương vô đạo đức của Hồ Chí Minh. Thì tôi muốn chứng minh như thế này. Trước hết là tôi nói đến Lê Duy Ấn hay là Hoàng Liên Sơn cũng vậy. Lê Duy Ấn không? Là người mà trực tiếp điều tra vấn đề liên quan đến tôi. Mà cái ngày đầu tiên mà ông ta gặp tôi đó thì ông ta đã nói là như là đại diện cho bên chính phủ Việt Nam để xuống làm việc với tôi. Thì còn bên Hoàng Liên Sơn đó thì tức là người phó phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai. Phó phòng an ninh thì riêng cá nhân của ông Sơn thì khi tiếp xúc với tôi thì ông ta vẫn tỏ ra là một người hết sức là đại khái là nhã nhặn, mềm dẻo. Còn mà khi mà tôi nghe những người bạn tù kể lại đó thì ông Sơn là một tay cũng khá ư là hung đồ. Nói thẳng là nghe đâu là cũng có ra tay, trong khi mà điều tra này kia đó là cũng có ra tay tát những cái người có thể nói là gọi là bị can không? Đại khái là khi đó là chưa có bị kết tội mà trong khi điều tra mà đã tát tay người ta rồi đó. Thì tôi nói là đó cũng là một cái hành động hết sức là hung đồ. Cho nên trước hết tôi nói về ông Lê Duy Ấn thì có một trong những cái mà tôi nói là ông ta chắc chắn đó là rất là gian xảo, ít nhất là đối với tôi. Và ngay trước mặt sếp của ông ta là ông Hoàng Liên Sơn thì cũng đã chối phân phát là gì. Tôi biết chắc là trước khi mà họ bắt tôi vào đó, có một thời gian thì Lê Duy Ấn có lên làm việc đâu đôi ba lần. Rồi cũng có một lần ông ta gọi mà ngay trong khi mà tôi đang ở bên chạy bên qua nhà thím hộ, lúc đó hình như là nhờ cái máy giặt của ông Thủy để giặt quần áo, thì ngay trong lúc đó là cái lúc mà ông Lê Duy Ấn gọi cho tôi và nói chuyện trên điện thoại cũng một thời gian khá lâu. Ông ta nói chung là lúc đó là hình như là tôi nhớ không lầm thì
thuyết phục tôi là nên mau mau quay lại Mỹ. Hiển nhiên là cũng có những lời mà tương đối là cảnh cáo cũng khá nặng, tại vì ông ta nói là đơn giản là nếu mà không quay lại Mỹ thì họ sẽ có những cái hành động này kia đó. Thì đó là cái lúc mà ông Lê Duy Ấn gọi cho tôi. Rồi sau đó đó thì với có cuộc gặp gỡ là cả ông Hoàng Liên Sơn không, rồi ông Lê Duy Ấn không, rồi kéo nguyên một binh đoàn xuống. Không biết là bao nhiêu người, tôi nghĩ là chắc cũng khoảng cỡ trên dưới 10 người thôi. Thì nhưng mà nhớ là trong cuộc nói chuyện đó đó thì đó là lần đầu tiên mà tôi được coi như là trực tiếp coi như là ông Hoàng Liên Sơn xuống tận nhà để mà nói chung là thuyết phục tôi là anh phải quay lại Mỹ, còn không thì chúng tôi sẽ có biện pháp này kia đó. Nói chung là có sự hù dọa như vậy. Thì trong lần đó tôi vẫn còn nhớ là tôi nói chuyện đó thì tôi có khui ra một vài vấn đề liên quan đến ông Lê Duy Ấn và cái cuộc điện thoại mà ông ta gọi trước đó. Thì ông Lê Duy Ấn trước mặt của Hoàng Liên Sơn thì chối phăng phắc, thì chối phăng phắc là đặc biệt không có gọi đó. Thì còn lại đó thì lúc đó thì tôi nói là hiển nhiên là tôi cũng bảo tôi cũng muốn đưa lên cái điện thoại để cho mọi người xem xét. Nhưng mà tôi đã nói lúc đó là đôi khi mình nói như thế này, nó có cái gì đó tôi cũng chả có muốn vin vào những vấn đề đó là tại sao. Tại vì khoa học kỹ thuật ngày nay đó thì nói chung là họ làm được những cái vấn đề đó là chuyện bình thường không. Và cái điều thứ hai nữa đó là mình phải nói như thế này, thậm chí Lê Duy Ấn có gọi đi chăng nữa thì cái sự việc nó cũng đâu có thay đổi được cái gì đối với tôi. Thì nếu có chứng minh được điều đó, đại khái là, mà đại khái tôi cũng muốn nói cho ông Hoàng Liên Sơn rồi cả Lê Duy Ấn ngồi đó, tôi nói trước mặt họ là cái câu này, là cái câu mà tôi nói là thì mình có thể cho đó, tôi còn nói khích một cái câu là ồ, rất có thể là cái thằng mất dạy nào đó có thể nói là lừa trong lúc mà uống rượu với lại Lê Duy Ấn, rồi biết đâu là lấy cái phone của Lê Duy Ấn để gọi cho tôi. Cho nên tôi mới nói là cái cách mà tôi đối mặt với họ và tôi nói là tôi muốn chạy tội cho họ luôn á, là một trong những cách mà tôi nói chuyện. Tôi nói là thực sự ra, nói thật là tôi nói là không phải là lúc đó ý là tôi muốn khinh thường họ, nhưng mà ý tôi muốn nói là gì, tôi muốn nói thực sự ra đó thì góc độ của tôi nhìn đó cũng rất là tỉ mỉ và nó có thể nói là không phải là hời hợt như là cái điều tôi sợ là họ nghĩ là tôi hời hợt đó. Cho nên tôi mới nói đó, nói câu vui, tôi vừa nói tôi vừa cười, tôi vẫn còn nhớ như vậy là biết đâu cái thằng mất dạy nào đó đại khái là nó nhân cơ hội mà uống rượu với ông Ấn, rồi nó thấy ông say rồi nó lấy cái phone đó để nó gọi cho tôi cũng không chừng. Thì nhưng mà Hoàng Liên Sơn lúc đó thì trước mặt tôi cũng khẳng định một điều là gì, là chỉ có đến vừa rồi là cái lúc mà ông ta hình như là gần đã có cái lịch như là xuống gặp mặt tôi trực tiếp đó. Thì lúc đó Hoàng Liên Sơn mới trực tiếp hình như là cho phép Lê Duy Ấn gọi cho tôi, và Hoàng Liên Sơn khẳng định là đó là cái cuộc gọi duy nhất mà ông Lê Duy Ấn có xin phép và có thông qua Hoàng Liên Sơn để mà gọi cho tôi đó. Cho nên tôi mới nói ở đây đó, thì hiển nhiên là tôi nói chắc 100% là một trong hai người trong vấn đề này thì hiển nhiên là phải có sự lươn lẹo, và đặc biệt là chắc chắn Lê Duy Ấn là phải có sự lươn lẹo. Là tại sao? Tại vì tôi biết mà, đã tiếp xúc với Lê Duy Ấn trên phone có thể nói là mấy lần trước đó chứ không phải là một lần. Và đặc biệt có một lần đó là cái lần mà tôi đang ở bên nhà thím hộ để mà giặt quần áo này kia đó, nhờ máy của ông Thủy giặt quần áo. Cho nên đó là một cái chứng minh không, là tôi nói là đó là họ thực sự ra đang sống và sống, học tập và làm việc theo tấm gương vô đạo đức của Hồ Chí Minh, đó là như vậy. Rồi có một cái nữa là gì, là tôi nhớ là khi mà trong tù rồi không, trong cái mấy ngày tiếp chuyện với Hoàng Liên Sơn, có một lần ông ta đã nói đến cái vấn đề mà nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đó,
đã được bầu bán này kia một cách đàng hoàng hết, và đã được chính thức là ông Nguyễn Xuân Phúc đó là đã chính thức là thay cho ông Nguyễn Tấn Dũng này kia rồi. Thì nói chung là rồi sau đó thì tôi lại khi mà tôi nói chuyện với Lê Duy Ấn đó, thì tôi cũng không hiểu là tại làm sao ha, không hiểu là tại làm sao mà Lê Duy Ấn lại tại làm sao mà Lê Duy Ấn lại cho tôi biết là lúc đó là chưa có chính thức, chưa có chính thức. Thì tôi có nói như vậy là Hoàng Liên Sơn coi như là nói láo đối với tôi. Thì ông Lê Duy Ấn lại bênh vực cho Hoàng Liên Sơn bảo là không đâu, anh Hoàng Liên Sơn, tôi nghĩ là anh ta không có nói sai sự thật như vậy này kia đó. Thì ngay lúc đó tôi vẫn nghĩ là khi sau ăn cơm xong rồi đang ngồi nói chuyện với Lê Duy Ấn ở trường cu, rồi tôi bảo thôi như vậy thì tôi với anh lên đối diện trực tiếp với Hoàng Liên Sơn thử coi coi không biết là anh ta nói như thế nào. Mà lúc đó thì Lê Duy Ấn lại bắt đầu né, là bảo là Lê Duy Ấn nói là Hoàng Liên Sơn là đã có công chuyện đi đi họp đâu đó rồi, cho nên không có gặp tôi được ngay bây giờ. Cho nên tôi mới nói là đó, chỉ có những cái vấn đề loanh quanh như vậy thì tôi biết chắc là, nhưng mà thực sự ra đó thì tôi nghĩ là rất có thể ha, rất có thể đó là cách mà cái đám tình báo nó bày ra để mà nó chẳng hạn như là thăm dò cái ý của tôi, chẳng hạn như là muốn ngả về ông Hoàng Liên Sơn, hay là ngả về Lê Duy Ấn, hay là ngả về Lê Văn Thắng này kia. Như Lê Văn Thắng là tôi đã từng nói là trung tá Lê Văn Thắng đó là đã từng có lúc mà lên mặt trước mặt tôi không, lên tiếng bênh vực tôi trước mặt của Hoàng Liên Sơn luôn đó. Thì cho nên tôi mới nói là đó rất có thể cũng là cái cách của tụi cái tình báo nó chơi. Thì cho nên tôi mới nói là cái điều đó nó cũng chả có gì là nó ngạc nhiên, nhưng mà ít nhất đó tôi muốn kể ra cái sự việc đó cho mọi người thấy là đó, nói chung là trong tù cũng vậy và ngay trong khi làm hồ sơ cũng vậy không, thì tôi đã phải đối mặt với biết bao nhiêu cái sự mà gian trá của đám công an. Đặc biệt là có một cái như thế này, tôi đã từng nói đến cái sự kiện mà hình như là nói trong một cái cuốn video tiếng Anh, từng nói đến trong cái sự kiện mà cái đám công an tỉnh Đồng Nai đó, khi mà nó nhận hồ sơ xin thường trú của tôi đó là lấy lại quốc tịch này kia luôn đó, thì lúc đó tôi nhớ là tên Nguyễn, hình như là Nguyễn Văn Dầu, đúng rồi, tên là Dầu nhưng mà tôi không nhớ kỹ cái họ, mà tôi nghĩ là, như là tôi nhớ không lầm là Nguyễn Văn Dầu. Thì sau khi nhận hồ sơ thì có hẹn tôi lên ngay trong mùng 3 Tết không, ngay trong mùng 3 Tết. Thì tôi cũng có lên ngay trong mùng 3 Tết và không làm việc. Đại khái là nó dài dòng lắm, liên quan đến vấn đề đó tôi nói là thậm chí tôi còn nói với lại đám bạn bè hay là người thân trong gia đình này kia, bảo là rất có thể là nó muốn tôi lên trong dịp Tết để mà lì xì cho nó chăng. Rồi tôi cũng lên, thì nhiều người can ngăn bảo đừng có lên tại vì ngày mùng 3 là tụi nó vẫn còn nghỉ này kia. Nhưng mà tôi bảo biết sao được bây giờ, cái giấy rành rành như thế này, và cái giấy đó tôi biết chắc là sau đó, sau này đó tôi vẫn muốn giữ để làm kỷ niệm, nhưng mà hình như là tôi không nghĩ là tôi giục cái giấy đó được. Nhưng mà sau này thì tôi biết chắc là cái giấy đó tôi đã bị mất, cho nên tôi nói là rất có thể là trong cái lúc mà tụi nó ập vào nhà tôi đã bắt tôi rồi lục soát hồ sơ này kia của tôi đó, thì rất có thể cái lúc đó là cái lúc mà tụi nó đã lục được cái giấy đó đâu đó để mà nó lấy lại ha, để nó giống như là muốn phi tang những cái bằng chứng này kia đó. Và ngay cái tờ giấy đó thì chắc chắn là tôi nhớ là tôi cũng đã có chụp lại một cái phô hình bằng cái phone Galaxy. Và một lần nữa như tôi nói, cái đám hạ súc vật rất có thể là cũng dùng cách này cách kia để mà móc túi lấy cái phone Galaxy của tôi. Rồi quay lại cái vấn đề liên quan đến cái sự việc đó thì tôi nói là ngày mùng 3 Tết tôi lên thì tôi thấy đóng cửa và tôi quay lại vào hình như là mùng 5, mùng 6 gì đó, đúng cái ngày đầu tiên mà họ làm việc sau Tết đó. Thì tụi nó lại giống như là tôi lên tương đối cũng khá sớm rồi, giống như là không biết tụi nó bàn qua tán lại rồi người nói thế này người nói thế khác. Cũng có mấy lần tôi tiếp xúc, lần đó tôi nhớ là như là cũng có gặp lại Nguyễn Văn Dầu, rồi có một anh chàng khác tên là Thanh, như là Trần Trần
Trần Văn Thanh gì đó. Khác với lại cái tay Nguyễn Xuân Thanh là cái tay mà tương đối là có cấp bậc cao tí xíu. Còn cái anh chàng Thanh mà làm việc ở cái phòng giấy tiếp dân này kia đó, thì cái anh chàng Thanh đó là theo tôi nghĩ là còn khá trẻ, khoảng cỡ trên dưới 30 tuổi thôi. Thì anh chàng đó đại khái là cũng bắt tôi ngồi chờ, cứ chờ chờ cứ chờ biết bao nhiêu lần như vậy. Và cuối cùng khi mà nói chung là tất cả mọi người về hết rồi, thì lúc đó là cái lúc mà bắt đầu hình như là họ với có tính kế để mà giống như là ra nói chuyện trực tiếp với tôi ngay tại cái phòng phòng tiếp dân. Tôi nhớ lúc đó là có Nguyễn Văn Thanh không? Nguyễn Văn Thanh là một trong những tay tôi nghĩ là cũng ở cấp bậc tá trở lên. Tôi không nhớ kỹ là cái quân hàm của hắn ta là cấp bậc nào, nhưng mà tôi nói là một bên là Nguyễn Văn Thanh, một bên là Nguyễn Quang Tư. Thằng thì nói là Nguyễn Văn Thanh nói là anh phải chờ Hà Nội giải quyết. Còn Nguyễn Quang Tư thì nói là anh phải chờ Đồng Nai giải quyết. Mà đặc biệt theo cái cách phát âm của họ đó, thì tôi biết là Nguyễn Văn Thanh là người ở ngoài miền Bắc vào, và Nguyễn Quang Tư thì theo tôi nhớ nghĩ không lầm, rất có thể là đôi khi họ nhại tiếng một cách chuẩn như vậy thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nói là chắc chắn là Nguyễn Quang Tư là phát âm theo cách của người miền Bắc 54 đó, giống như tôi như thế này đây. Cho nên tôi mới nói là Nguyễn Quang Tư thì nói là phải chờ Đồng Nai, còn Nguyễn Văn Thanh thì nói là anh phải chờ Hà Nội. Và tôi nói là phải yêu cầu này kia, là có cái lý do gì này kia tùm lum hết, rồi cuối cùng cũng không có đưa ra lý do. Và cái lúc đó đó thì tôi chỉ có yêu cầu như thế này. Như vậy đó thì các anh, đây là cái lúc mà cái hồ sơ đáo hạn thôi. Thì tôi lên theo cái lời mà theo cái giấy hẹn, thì hôm nay tôi lên đã trễ mấy ngày rồi, tức là hẹn từ mùng 3 mà hôm nay là mùng 5 mùng 6 giờ đã trễ mấy ngày rồi. Thì tôi nói là các anh cần phải có một cái công văn chính thức trả lời cho tôi. Đôi dòng thôi, bảo là chúng tôi chưa trả lời cho anh được với lý do gì đó này kia đó. Thì tôi nói là các anh chỉ cần viết một vài chữ rất là gọn để cho tôi có một cái công văn rõ ràng để làm việc cho nó rõ, chứ không có nhập nhằng. Nhưng mà họ nói chung là Rồi tôi nhớ là sau đó ông Nguyễn Quang Tư đó có đi ra đi vào một vài lần để mà tham khảo với cấp trên. Thì nhưng mà như thế này, theo tôi nghĩ thì trong cái lúc mà Nguyễn Quang Tư và Nguyễn Xuân Thanh mà nói chuyện với tôi tại ở phòng tiếp dân, đại khái là có cái phòng chờ đó, là giống như là có mấy dãy ghế, có thể là hàng chục dãy ghế mỗi bên để mà cho người dân ngồi chờ đó, thì lúc đó tôi nghĩ là cái đám sếp ở trên đó nó đã ngồi trong phòng, nó coi tụi nó coi cái cuộc đối thoại của tôi với lại Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Quang Tư này kia rồi. Và theo tôi nghĩ thôi, là đến giờ này thì theo tôi nghĩ họ vẫn buộc phải giữ lại những đoạn video đó, chứ không thể nào dám xóa. Theo tôi nghĩ là như vậy, tôi đoán là như vậy. Cho nên tôi mới nói là Nguyễn Quang Tư có đi đi ra đi vô vài lần rồi, có nói với tôi là cấp trên là vẫn cương quyết là không có giải quyết cho anh, và cương quyết là không có một cái văn bản chính thức để mà trả lời cho anh. Thì anh phải lên lại sau này, không có hẹn rõ ngày nào hết. Và đặc biệt là tôi nhớ là họ nói chung là tôi buộc phải gia hạn cái hộ chiếu này kia đó. Thì tôi bảo nếu mà như vậy thì không, tôi vẫn còn nhớ cái chi tiết là gì. Tôi bảo đây, cái hộ chiếu tôi đây, tôi đưa cho anh Nguyễn Quang Tư đó, là tôi bảo anh có trách nhiệm một khi anh chưa giải quyết hồ sơ cho tôi và không có công văn trả lời không, thì anh có trách nhiệm phải gia hạn cái hộ chiếu này cho tôi. Tôi không đóng đồng nào hết đó. Và Nguyễn Quang Tư lúc đó cũng ngoan ngoãn cầm cái hộ chiếu của tôi và cũng đi vào để mà trình với cấp trên. Và cuối cùng cấp trên cũng nói là họ không có trách nhiệm là gia hạn hộ chiếu cho tôi, mà họ nói là anh vẫn phải gia hạn hộ chiếu với cái thủ tục bình thường, tức là vẫn phải nộp đơn rồi vẫn phải đóng tiền như là các lần gia hạn hộ chiếu khác. Thì tôi bảo không, tại vì đây là tôi nói là các anh coi như là đây là cái phần lỗi của các anh. Các anh không giải quyết hồ sơ
mà các anh lại còn không có một cái văn bản trả lời cho tôi thì nó là như thế nào? Đó. Cho nên tôi mới nói là tôi dứt khoát không không có chịu làm cái thủ tục để mà gia hạn hộ chiếu. Mà bên phía Nguyễn Quang Tư là một lần nữa nói là sếp của ông ta cũng không chấp nhận là gia hạn hộ chiếu cho tôi với cái dạng là tôi không đóng tiền hay là tôi không có nộp mà một cái đơn xin chính thức là muốn gia hạn hộ chiếu. Thì rồi nhập nhằng tôi bảo vậy thì thôi, thì các anh muốn làm gì làm, đây là các anh không giải quyết tới nơi tới chốn thì tôi chịu. Tôi bảo là như vậy thì tôi cũng không không thèm gia hạn hộ chiếu nữa, và các anh muốn làm gì thì làm đó. Thì đó là một trong những cái phải nói là hết sức là cũng lý thú không, mà hết sức là tôi nói là cạch cỡm của cái hệ thống làm việc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thấy không, hai thằng sĩ quan cấp tá hết với nhau, Nguyễn Quang Tư và Nguyễn Xuân Thanh, tôi nghĩ là hai người này đó thì theo tôi biết lúc đó là cũng đều trên tuổi tôi hết, ít nhất là 50 mấy trở lên đó, mà mỗi thằng đứng một bên nói như vậy. Anh phải chờ bên Hà Nội rồi anh phải chờ bên Đồng Nai này kia. Tôi bảo thấy không, ngay như là trong các anh làm việc trong công an với nhau mà lại còn nói như vậy thì tôi biết tin ai bây giờ đó, nó khổ như vậy. Lại một lần nữa không, một lần nữa tôi nói đó lại là một ví dụ mà họ sống học tập và làm việc theo tấm gương vô đạo đức của Hồ Chí Minh, và rất có thể là sau này tôi cũng về tôi nói lại với lại mọi người, nói với gia đình với bạn bè cũng vậy, tôi nói rất có thể đó là một trong những cái bẫy mà họ giăng ra để mà họ làm khó tôi sau này, thì đó cũng không chừng đó, nói chung là như vậy. Rồi sau đó có một cái chi tiết như thế này nữa, có một chi tiết là trong một lần tức là ông Nguyễn Quang Tư không, Nguyễn Quang Tư chính thức gọi điện thoại cho tôi và nói là anh phải lên gấp gấp, hình như gọi ngay trong ngày hôm trước thôi, hôm sau là bắt tôi phải lên ngay để mà gặp cái phái đoàn ở trên cục xuất nhập cảnh, xuống muốn gặp anh và làm việc trực tiếp với anh, theo ông Nguyễn Quang Tư nói như vậy đó. Tức là ông ta nói là họ muốn làm việc trực tiếp với anh để xem xét cái hồ sơ và có thể giải quyết cho anh hay không đó. Thì tôi bảo là được. Thì hồi đầu á, thì tôi hình như tôi cũng nói là tôi phải đòi hỏi cái giấy tờ chính thức để mà tôi lên, nhưng mà ông Nguyễn Quang Tư nói là đây là một cái cuộc làm việc mà khá đột xuất, cho nên họ có cái chuyến xuống 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 dưới Đồng Nai, thì cho nên họ mới muốn gặp anh, cho nên không có kịp làm cái giấy mời. Thì cuối cùng tôi cũng bảo tôi đồng ý, thôi được, tôi sẽ lên. Rồi tôi lên hôm đó thì cũng chờ đâu một thời gian khá dài, rồi cuối cùng đó, họ cũng trên Sài Gòn họ xuống, là có ba người tất cả. Và tôi theo cái cách mà tôi nghe cái giọng đó thì tôi biết là có một người là gốc miền Bắc và có một người là gốc miền Trung, mà nói tiếng đã khá nhẹ rồi, nói tiếng lái qua tiếng Nam đã khá nhẹ rồi, mà tôi nghe thì tôi vẫn biết là gốc miền Trung. Cái anh chàng gốc miền Trung này đó cũng là cái anh chàng mà sau khi mà bắt tôi trong cái dịp mà năm 2016 đó, là cũng có xuống ngay trong cái ngày mà tụi nó đưa nhân viên vi tính xuống để mà coi như là hack vào máy của tôi, tức là hack vào máy của tôi để mà lấy hồ sơ dữ kiện này kia trong máy của tôi đó. Thì trong ngày hôm đó là tôi vẫn nhớ là tôi còn nói thẳng với mặt anh ta, đây đây ở cái hắn này tôi vẫn còn nhớ, đây vẫn còn nhớ là một trong ba người không gặp tôi tại cái trụ sở của công an Đồng Nai, theo cái lời mà mời của ông Nguyễn Quang Tư mời tôi lên. Thì trong ba người đó thì tôi nhớ đó cái hắn mà nói tiếng mà gốc miền Trung, mà đã nói nhẹ lắm rồi, nói nhẹ mà tôi nghĩ là đã ở trong Nam một thời gian khá lâu. Thì hắn đó là cái hắn mà chỉ có duy nhất là một hắn đó thôi là xuống trong cái dịp mà tôi đã bị bắt rồi, một trong ba người đó. Thì ba người này ngồi nói chuyện với tôi cũng khá lâu, và tôi nhớ là tôi không hề giấu giếm về cái quan điểm của tôi vẫn khẳng định với họ là tôi không thuộc bất
cứ bè phái chính trị hay là tôn giáo nào. Y như là trong những cái lời tường trình tôi đã nói trong khi mà tôi nộp đơn xin lại quốc tịch và nói chung là hồ sơ thường trú này kia đó. Thì lúc đó tôi vẫn còn nhớ là đúng, tôi vẫn cũng nói đến cái vấn đề thơ Kiều này kia, tôi thuộc nguyên cuốn. Và lúc đó thì thậm chí là cái hắn mà gốc miền Bắc đó cũng thậm chí là muốn thách đố tôi một số câu Kiều luôn. Thì đúng là cũng có những câu tôi trả lời được và cũng có những câu tôi bị vấp tại vì tôi quên. Cho nên tôi mới nói là hình như có một câu thôi, một câu tôi bị vấp và tôi nói luôn, tôi bảo là nói chung là nếu mà các anh muốn để mà nói chuyện liên quan đến Kiều đó thì tôi đề nghị là có một cuộc nói chuyện khác, tách biệt ra cái vấn đề chính trị linh tinh, hoàn toàn khác biệt ra. Thì tôi sẽ ngồi tôi hỏi chuyện với các anh liên quan đến chuyện Kiều không? Thì cuối cùng thì họ cũng không có đồng ý có một cái buổi như vậy. Thì tôi nói là trong lúc này chúng ta đang ngồi nói đến cái chuyện chính trị chính em tùm lum đó, thì tôi nói là cái đầu óc của tôi nó cũng không còn cái hứng thú để mà có thể nói là nhớ Kiều ngay lập tức, để mà giống như là các anh khảo là tôi phải nói ngay những cái câu mà các anh muốn biết. Thì cho nên tôi mới nói là đó, nếu các anh muốn thì mình sẽ có một cái buổi nói chuyện riêng. Sau đó tôi vẫn còn nhớ là tôi còn nhắc luôn là họ hỏi tôi có cái câu rất là đặc biệt là anh nhận định như thế nào về cái tình hình chính trị này kia của Việt Nam nói chung. Thì tôi vẫn nói, tôi lên tiếng, tôi nói thật là nói chung tôi yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam đó là phải mau mau gấp gấp không? Là phải cải tổ hệ thống chính trị và phải có cái sự tôn trọng đối với những bè phái chính trị khác để cho đất nước cũng như là thoát ra khỏi cái cảnh tụt hậu đó. Nói chung là tôi không, hiển nhiên là không bao giờ mà nghĩ hết, không bao giờ mà nó nhớ hết được những cái điều tôi nói. Nhưng mà nói tóm lại đó là tôi vẫn nói bình thường theo cái quan điểm đúng đắn của tôi thôi. Cho nên tôi không có giống như là xuyên tạc, hay là tôi hoàn toàn không có cái ý gọi là giống như là châm biếm kích động họ, hay là không có ý coi như là xuyên tạc về cái tư tưởng của tôi cũng vậy. Và đặc biệt cái nét mà liên quan đặc biệt nhất là tôi vẫn nhấn mạnh là gì? Tôi chỉ là một nhân sĩ độc lập. Một là đứng trên hay là đứng ngoài tất cả các bè đảng chính trị và kể cả tôn giáo. Và trong cái buổi đó thì tôi vẫn nghĩ là tôi nhớ là tôi vẫn khẳng định với họ là nếu các anh chứng minh được là tôi theo bất cứ bầy nào đó thì các anh có quyền giết tôi mà không cần phải có một mà bất cứ một cái trách nhiệm nào hết liên quan đến pháp lý cũng như là liên quan đến cái vấn đề đạo đức. Và cái câu này thì tôi vẫn hình như tôi cũng xác định luôn trong những cái tờ tường trình của tôi khi mà họ đòi hỏi tôi phải viết tường trình để mà họ cấp giấy thường trú và họ cấp lại cái bằng quốc tịch cho tôi này kia đó. Thì tôi nghĩ là tôi cũng kèm luôn cái câu mà đó, đại khái là bất cứ ai có thể chứng minh được tôi là nằm trong bè phái nào đó hay là tôn giáo nào cũng vậy thì có quyền lấy mạng tôi bất cứ lúc nào mà không có bất cứ một trách nhiệm liên quan đến pháp lý hay là đạo đức gì cũng vậy. Thì mà đây là một cái chi tiết tại sao tôi nói là có liên quan đến cái vấn đề của bác sĩ Vũ, là người bạn học cũ của tôi. Tại vì như thế này, sau khi nói chuyện với ba cái tay từ trên cục xuất nhập cảnh xuống đó, nói chuyện chán chê này kia đó, thì tôi thấy gần trưa rồi tôi mới đứng lên. Hình như cuộc nói chuyện nó kéo dài được khoảng cỡ, theo tôi nghĩ đó là 2 tiếng đồng hồ rồi. Theo tôi nghĩ là 2 tiếng, cũng khá lâu chứ không phải là không. Thì lúc đó tôi nói là tôi phải đi. Tại vì tiện hôm đó, đúng rồi, tôi đồng ý với Nguyễn Quang Tư lên ngày hôm đó là cũng là một cái mà tôi nói là tôi cũng tiện là tôi có một cái tin là bà dì ruột của tôi, là dì Lành đó, là đã phải nhập viện Thánh Tâm. Đó, cho nên tôi nói là tiện thì tôi cũng phải lên thăm bà dì của tôi. Cho nên tôi với đồng ý, còn không là tôi vẫn phải yêu cầu một cái giấy mời rõ ràng. Thì sau khi nói chuyện với ba tay này chán chê rồi thì tôi mới đứng lên, tôi nói là thôi, mình cùng nói chuyện hôm nay cũng tạm đủ và tôi muốn ngưng tại đây.
thì họ nói là họ muốn làm việc tiếp với tôi trong buổi trưa, sau sau khi ăn cơm xong không, thì họ còn nói là họ có thể là thậm chí mời cơm tôi rồi ăn ăn uống này kia xong rồi sẽ quay lại nói chuyện tiếp. Thì tôi bảo không, tôi sẽ làm việc dứt điểm trong buổi sáng ngày hôm nay và tôi phải đi công chuyện. Rồi sau đó tới đại khái là tôi đã nhắc cái vấn đề đó là trước đó khoảng trước khi mà tôi đứng lên tôi đi đó là khoảng cỡ chắc phải tới cả tiếng đồng hồ chắc có tới đó. Thì cho nên tôi mới nói là thôi các anh nếu mà có cái gì đó thì cứ muốn hỏi thì cứ hỏi, nói chuyện làm việc hết ngay trong buổi hôm nay. Rồi bắt đầu họ mới kéo tôi nán nán lại để mà nói chuyện thêm. Thì lúc đó đã hình như là đúng cũng tới giờ cơm, cũng tới hình như là đã quá trưa rồi. Tại vì họ muốn kéo dài cái buổi nói chuyện để mà nói chuyện cho nó xong đó. Thì tôi bảo là thôi, tôi đã đến lúc tôi phải đi. Tôi phải đi, tôi có công chuyện. Tại vì tôi nói là tôi phải ghé qua thăm bên Bệnh viện Thánh Tâm để thăm bà dì của tôi. Thì nói chung là cái hắn nói giọng người miền Bắc vô đó thì đại khái là có hàn học với tôi và giống như là nói là bắt anh là phải làm việc cho nó xong chứ không có được đi này kia đó. Thì tôi bảo không, tôi bảo không, cái chuyện này là tôi đứng lên tôi đi là tôi đi chứ tôi không có cần phải xin phép ai hết. Tại vì các anh phải nhớ, tôi nói với họ là các anh phải nhớ là gì, đây không phải là một cái buổi làm việc chính thức và tôi chả có giấy mời gì hết. Tôi lên đây nói chuyện với tính cách là gì, là có thể nói là với một cái tính cách gọi là ở một cái tinh thần coi như là khá ư là ôn hòa và một cái tinh thần coi như là phải tôn trọng lẫn nhau thì tôi nói. Và đến cái lúc mà tôi có công chuyện tôi đi là tôi phải đi. Và nếu mà các anh muốn đó thì các anh phải đưa một cái giấy mời ra ngay trong ngày hôm nay, là cái lúc đó đó, nói là ngay trong ngày hôm nay để tôi cầm về, rồi chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện khác và sắp xếp luôn cái thời gian là các anh muốn nói chuyện bao nhiêu tiếng đồng hồ không thì tôi sẽ hầu cho các anh. Còn hôm nay tôi nói là tôi đi là tôi đi là tôi đi chứ tôi không có cần phải xin phép ai hết. Thì đó, cái hắn ngoài miền Bắc là đã hàn học với tôi và hù dọa tôi không được đó. Thì cuối cùng cũng cũng nói với cái hắn canh cửa ở ngoài đó là đại khái là cái gì, đưa nó ra gì đó đại khái. Nói chung á, là hắn ta có một cái từ tương đối theo tôi nghĩ là rất là vô lễ, nói chung là như vậy. Đại khái là tôi không nhớ kỹ cái từ đó nhưng mà ít nhất là gì, tỏ ra cái thái độ là hành học và vô lễ, nó là như vậy đó. Thì tôi đi và tôi đi ra đó thì tôi đi ra thì tôi lại gặp lại cái anh chàng hình như là Trần Hùng không, Trần Hùng. Anh chàng này theo giọng thì tôi biết là giọng đặc người miền Nam không. Thì anh chàng này cũng gật đầu chào tôi vậy thôi chứ không có hành học gì hết. Và tôi cũng chỉ có gật đầu, cũng không nói thêm một câu nào hết. Ngoài cái sự hành học của cái thằng bên miền Bắc nó nhào vô đó thì ngoài cái thằng đó ra thì không, lúc đó tôi bước ra ngoài đó thì gần như không có ai đá động gì đến tôi và không có ai nói thêm một câu nào hết. Thì tôi ra rồi tôi xách xe Honda đó, đó là một những chi tiết không, đại khái là hãy nhớ là lúc đó là tôi mới về là tôi đã mua chiếc xe Honda, tôi chạy chạy lon ton rồi. Và đại khái là nói chung đi trên đường cũng vậy, có những cái lúc rất là nguy hiểm nhưng mà là không, và tôi nghĩ là rất có thể là cái đám chạy xe đò đó là nó cố ý nó muốn làm cho tôi hốt hoảng nhưng mà là không. Thì cũng có những lần, cũng là rất là nguy hiểm liên quan đến cái vấn đề xe đò, cũng là liên quan đến một lần mà tôi bị bẻ bánh xe. Bẻ bánh xe lần đó thì tôi nhớ là thậm chí khi mà dắt vào trong tiệm để vá đó thì lại không biết là tình cờ làm sao mà lại gặp ngay thằng Luật, con của thím hộ, nó đi làm về rồi nó cũng vào đó nó vá xe. Thì đó không biết là có phải là một cái sự tình cờ hay là cái sự mà tụi nó đã có vấn đề sắp xếp trước. Thì cho nên tôi nói là ở Việt Nam thì nói chung là có quá những cái điều mà tôi nói là nói chung là tôi cũng phải nó gọi là thực sự là nó đã gần như là gọi là buông tay để mà phó thác cho bề trên thôi, nó thẳng là chả biết làm gì hơn hết. Còn sau khi mà tôi đối diện với lại ba cái thằng nó từ trên cục xuất nhập cảnh xuống đó
Thì tôi xách xe Honda chạy về cái bệnh viện Thánh Tâm, sau này họ đổi là bệnh viện Đa khoa Thống Nhất đó. Thì không ngờ tôi loanh quanh ở quanh bệnh viện Thánh Tâm đó, tôi hỏi thì nó đã, tức là tôi có nghe nói trước đó là dì lành đó, là dì ruột của tôi đó, là nằm bên cái khoa khoa châm cứu không, cho nên tôi mới phải đi vòng 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 ven đằng sau bệnh viện Thánh Tâm. Và trong khi tôi đang đi tìm như vậy đó, thì cũng người hỏi người này người hỏi người khác. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là đúng, cũng là khoảng cỡ giờ giờ cơm rồi, cũng giờ cơm rồi. Nhưng mà tôi nói là không biết tình cờ làm sao mà lại gặp được ngay anh chàng bác sĩ Vũ là bạn học cũ của tôi, rồi cộng thêm hai bác sĩ khác làm trong cùng một nhóm đi ra ăn cơm. Mà theo tôi biết sau này thì Vũ có cho tôi biết là cũng, tôi không dám hỏi rõ ràng, nhưng mà tôi biết chắc là có hỏi ra thì có lẽ là cũng không dám, Vũ cũng không dám nói rõ. Cho nên Vũ có cho tôi biết là đúng ra cũng không có phải là bình thường đó, không có mấy hắn đó cũng không có ra cái quán đó ăn một cách bình thường. Cho nên tôi nói là đó là cũng là một trong những cái điều khá là đặc biệt không. Tôi thì gọi là đó là lần đầu tiên đi đến cái chỗ khu châm cứu của bệnh viện Thánh Tâm, nằm sau bệnh viện đó, nằm đằng sau bệnh viện. Mà cái khu châm cứu đó thì hình như là vẫn còn thuộc sự quản lý của bên công giáo. Cho nên có những cha, những sơ, những thầy này kia làm việc, mà sau đó tôi vô trong đó thì tôi cũng có gặp hình như là một linh mục. Bước ra thì tôi nhớ là, không biết là tôi nhớ là tôi cũng có hỏi thăm về cái khu châm cứu này kia. Rồi mà trước khi mà vô tới khu châm cứu đó thì đã gặp bác sĩ Vũ và hai ông bác sĩ kia, bạn trong cùng nhóm đi ra. Mà đặc biệt là hai ông bác sĩ kia đó là người cũng từ miền Bắc vô đó. Thì tôi nói chuyện thì cũng tương đối là cũng không có gọi là dè dặt cho lắm. Cho nên cũng có lần như là bác sĩ Vũ nhà đá chân tôi đại khái là ý muốn nhắc là đừng có nên nói đến cái chuyện nó nhạy cảm như vậy. Theo tôi nghĩ là như vậy thôi. Thì nói cho cùng thì đó là một trong những lần mà tôi thấy là cũng khá ư gọi là nhạy cảm liên quan đến thằng Vũ. Tại vì sao tôi nói là tại vì một phần đó là Vũ thì không thường ăn cơm ở cái quán đó là một không. Phần thứ hai đó thì là nói chung là gọi là cái lần đó tôi từ cái chỗ làm việc của bên bên trụ sở của công an Đồng Nai mới nói chuyện với lại cái ba cái thằng ở trên cục xuất nhập cảnh nó xuống, hình như là tụi nó công quân hàm này kia cũng không không có biết là cái gì hết. Nhưng mà cả ba, một cái điều chi tiết là gì, cả ba đều mặc thường phục, không có ai mặc mặc đồ công an hết. Và tôi không nhớ tên, nói chung là không nhớ tên ai hết. Thì mà khi mà đi ra xuống tới bệnh viện thì không hiểu làm sao mà lại tình cờ ngay khi mà tôi chạy xe ngang qua thì là bác sĩ Vũ đi ra ngay trước mặt tôi, đại khái là đi ngang qua đường, băng qua đường đó để mà đi ăn cơm. Cho nên tôi nói là cái điều đó theo tôi nghĩ là một lần nữa tôi nói là chưa chắc đó là cái sự tình cờ không. Và sau này thì tôi biết Vũ đó thì có cho tôi biết là nói chung là cái gốc gác của hắn thì nói chung là cũng là theo theo Vũ có kể là ông nội hay là ông cố gì đó, đó là cũng là người Hoa rồi. Nói chung là đi vào trong Nam này sinh sống cũng đã từ khá lâu. Và có thêm một cái chi tiết khác liên quan đến, hình như là một trong những cái tiệm mobile phone ở gần nhà của ông Minh Trang, tức là bố bố của bác sĩ Vũ đó. Thì tôi không nhớ kỹ về cái tiệm đó, nhưng mà đại khái đó là tôi biết là hình như là nó có liên hệ gì đó. Hình như là cái tiệm phone đó là cái tiệm mà cái đất là như là gốc là cũng là của ông hay là của ông cố của Vũ đó, là đã mua và bán lại cho cái tiệm đó, tôi không nhớ. Nhưng mà có một lần ngồi nói chuyện lúc mà trà Dư Tửu Hậu thôi ở ngoài quán cà phê thì tôi còn nhớ là đó Vũ có kể những cái vấn đề đó, đại khái là cũng có nói luôn là đại khái là
ông nội hay ông cố gì đó là cũng là người gốc Hoa. Và có những lần Vũ mời ra ngoài đi ăn uống này kia đó, thì cũng là đi lên cái quán của một người Hoa ở trên ngã ba sông Thao. Ngã ba sông Thao, tôi không nhớ kỹ cái quán đó, nhưng mà hiển nhiên có những lần mà có luôn cả như là thằng thằng Thịnh, rồi thằng Tuấn Sữa, rồi thậm chí là có luôn cả, đúng rồi, có luôn cả thằng thằng Tâm, em của Thưởng á, Thưởng mà cưới cưới Dung, Dung là bạn của cô Trang, bên bạn của cô Trang đó, Dung là Dung Bảo đó. Thì đó, Tâm đó là cũng là người học cùng khối trước, không phải là cùng khối nữa mà là cùng lớp 10. Thì đó, lúc đó Tâm nó về cùng cái dịp đó thì tụi nó cũng kéo nhau đi nhậu. Và cái lần đó, một vài lần tôi nhớ là cũng ít nhất nhất là cũng phải 2 lần là kéo nhau lên cái quán ở trên ngã ba sông Thao. Thì đó, thì cho nên tôi mới nói là chắc chắn ở góc độ nào đó thì tôi nói là cái nhóm bạn học cũ của tôi đó thì nó cũng có những cái mà ăn rất là sâu đối với cộng đồng người Hoa. Tôi nghĩ ngay như là thằng Tâm, rồi thằng Tam là em của Tâm, rồi bên phía thằng Việt, Nguyễn Văn Thế Việt cũng vậy không, rồi thằng Thịnh, rồi thằng Vũ. Theo tôi nghĩ là tụi nó là đều có, nói chung là có bám rễ đâu đó ở bên cái cánh người Việt gốc Hoa bên Việt Nam đó. Thì đó, tôi muốn kể những chi tiết như vậy để cho mọi người có thể là hình dung thêm, là nói cho cùng ra đó thì tôi nói là bên Việt Nam thì có những cái chuyện mà tôi cho là nó rất là khó hiểu. Và theo tôi nghĩ là đôi khi có thể đó là những cái vấn đề mà đôi khi các bầy nó chơi nhau chăng, hay là thậm chí là tôi còn suy đoán là không phải nó chơi nhau nhưng mà nó hòa quyện với nhau và nó phối hợp với nhau để mà nó chơi tôi. Đó cũng là có thể, cái giả thuyết đó cũng có thể xảy ra. Cho nên với cái vấn đề mà sự trùng hợp giữa cái cuộc nói chuyện với cái đám cục xuất nhập cảnh ở công an Đồng Nai, với lại ngay sau đó là gặp ông bác sĩ Vũ, bạn học cũ của tôi, băng qua đường ngay trong lúc mà tôi đang chạy xe Honda đến cái khu châm cứu của đằng sau bệnh viện Thanh Tâm để thăm dì lành. Và đặc biệt hôm đó cái chi tiết là như thế này, tôi vào trong đó thì hoàn toàn không tìm ra cái chỗ của dì lành đang đang chữa bệnh tại đó. Và sau đó đó thì hôm đó thì tôi nhớ là tôi cũng có mua mấy hộp sữa Ensure để mà vô biếu cho dì dưỡng bệnh, nhưng mà cuối cùng rồi cũng không có gặp. Rồi tôi về thì tôi nói là tôi có hỏi lại như bà Thu này kia đó, thì cũng người thì nói thế này, người nói thế khác, rồi tôi cũng bảo tôi bực, tôi bảo thôi tôi không có lên thăm gì trên bệnh viện nữa, mà tôi để những cái dịp mà khác để mà lên trên nhà, tận nhà. Đặc biệt liên quan đến gia đình của chú Xỉu dì lành đó thì chắc chắn là tôi nói là hiển nhiên cái điều đó đối với chú Xỉu thì cũng không có ai, gần như là không có gọi là còn úp mở cái vấn đề mà ông Xỉu là hiển nhiên là có theo làm việc ở trong cái chính quyền của Cộng sản ở trên khu Võ Đắc rồi Tư Tề này kia đó, Võ Đắc hay Tư Tề đó. Thì cho nên tôi mới nói là tôi thì không nhớ kỹ là ông Xỉu có vô đảng hay chưa, tức là chồng của dì lành đó, nhưng mà tôi chỉ biết chắc là ông ta đã từng có làm việc trong cái chức vụ cũng không có gọi là cao, nhưng mà trong trong chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt ở nhà ông ta có một lần tôi vô thì tôi vẫn còn nhớ là tôi có ghẹo ông ta mấy câu, là tại vì trong nhà đó thì một bên là ông ta treo hình của Hồ Chí Minh, một bên là treo hình tượng này kia của Chúa. Và đặc biệt là hình như là cũng treo mà ngang ngang nhau thôi chứ không có dám treo ai ai cao hơn ai hết. Cho nên tôi buồn miệng, tôi vui vui miệng tôi nói câu là
Chú chắc phải nên treo thêm cái hình Phật nữa, chứ còn treo như chỉ có treo Hồ Chí Minh thì treo hình Chúa không này kia thì nó không công bằng, Phật kiện chết này kia. Tôi vẫn còn nhớ là tôi có một câu, một vài câu đùa đùa tôi chọc ông như vậy, thì ông cũng cười xòa xòa cho nó vui thôi. Mà thôi tiện tôi nói luôn là như này, đại khái là ngay như ông Xỉu với lại dì Lành cũng vậy, thì khi mà tôi mới về đó thì đã có lần hai ông bà cất công xuống chạy xe Honda xuống không để mà thăm tôi. Thì lần đó thì tôi có nhờ con Thảo, đại khái là có đưa tiền cho tụi nó để mà làm một bữa cơm này kia đàng hoàng để mà đãi chú gì. Rồi nói chung là hai ông bà cũng phóng xe về ngay thôi, chứ không có ở lại, hình như không ở lại trong đêm, tôi nhớ là như vậy. Thì tôi chỉ còn nhớ là có một câu mà ông Sửu có nhắc với tôi là đại khái là hãy bỏ qua hết những cái vấn đề liên quan đến vấn đề chính trị đi để mà lo đến cái sự nghiệp liên quan đến sự nghiệp mà về nghệ thuật của mình đó. Thì mọi chuyện nó sẽ êm rồi. Theo tôi nghĩ cho nên đó là tôi nói là chắc chắn là đã có sự dàn xếp trong các bài với nhau không. Rồi thứ hai nữa đó là ông ta có nói là cứ về dưới chú là chú lo tất cả mọi chuyện, nói lên vấn đề hồ sơ đó. Thì cho nên tôi mới nói là không biết là gốc gác của ông Sửu thì có mạnh như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là rất có thể là ông ta cũng có đủ khả năng để mà có gốc gác để mà lo hồ sơ cho tôi. Nhưng mà tôi bảo là tôi có nói cũng y như bình thường tôi nói với mọi người thôi, là tôi bảo cái hồ sơ của con thì con nói với chú là như thế này, nó có một không có đồng nào nó qua là nó vẫn qua, và có cả hàng ngàn hay mấy ngàn đồng nó không qua là nó không qua. Và tôi có giải thích luôn là tôi nghĩ là có một những cái bài nào đó tôi biết là tôi nghĩ là có những cái bài nó sẽ, nếu mà tôi đút xuôi đó, tức là đút cho tụi công an mà nếu mà nó để làm hồ sơ cho tôi đó, thì tôi nghĩ là có những cái bài nó sẽ đút ngược. Tại vì tôi nắm tình hình ở trong cái chính trường Việt Nam lúc này rồi, là tôi đã từng kết luận là tụi nó đã có cái vấn đề ăn chia với nhau rất là rõ ràng rồi, chứ không có đơn giản. Mà đặc biệt đó, là tôi nói là chắc chắn là cái bài bên phía bên cái đám cộng sản của Bình Định miền Trung này kia đó, nó cũng đang tung hoành khá mạnh ở bên ở miền Nam không. Cho nên tôi mới nói là đó là lý do tôi nói là bên phía ông Sửu cũng vậy, hay là bên phía những người quen của ông Khương, hay là xui gia này kia của ông Khương này kia cũng vậy, ngay như là thằng chồng hay thằng con rể mất dạy của ông ta là Thái Minh Thành thì cũng vậy. Cho nên tôi mới nói là rất có thể cái đám này nó không phải là nằm trong đám cộng sản Việt Nam, nhưng mà nó là nằm trong cái dù của cộng sản Việt Nam, nhưng mà nó có một cái khuynh hướng chính trị nó tương đối nó khác hơn một tí đó. Rất có thể là ngoài miệng nó vẫn là tung hô Hồ Chí Minh thế này kia, nhưng mà bên trong thì nó vẫn có thể dùng cái câu như của tôi nói thường nói là sống học tập và làm việc theo tấm gương vô đạo đức Hồ Chí Minh không. Mà nói cho cùng thì tôi nói là liên quan đến cái góc độ của gia đình ông Sửu, tôi nói là cũng còn khá nhiều cái vấn đề nhạy cảm liên quan đến thằng Đức. Hay là con Hương cũng vậy, thì tôi nói là cũng có rất nhiều vấn đề mà tôi nói là đâu đó đó thì tụi nó cũng đã được gọi là, có thể nói gọi là mớm ý để mà nói chuyện với tôi. Cho nên tôi mới nói là chuyện này kể mãi có lẽ cũng không hết được, cho nên tôi mới nói có thể là phải hẹn trong những cái video kế tiếp, tại vì video này cũng khá dài rồi. Và phần nào đó đó thì tôi đã chứng minh cho mọi người thấy một cái điểm chính là gì, là Đảng Cộng sản Việt Nam đến ngày nay chắc có lẽ là vẫn vậy, họ vẫn áp dụng một cái khẩu hiệu rất là lớn của họ không, là sống học tập và làm việc theo tấm gương vô đạo đức của Hồ Chí Minh không. Cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ muôn năm, cái khẩu hiệu nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam
Quang vinh muôn năm, à quang vinh muôn năm. Đảng Cộng như tôi đã từng nói rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiển nhiên là ăn trên đầu trên cổ người dân thì phải là quang vinh, còn chỉ có những người dân nghèo thì mới là chết, không? Thì cho nên tôi mới nói là ai mà nói là Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu thì tôi nói là cái đó là quý vị phải nên suy nghĩ lại. Nó yếu mà làm sao mà có thể là giật ngược cả một dân tộc đó, giật ngược cả một dân tộc để cho dân tộc Việt Nam coi như là phải tụt hậu như ngày hôm nay. Nó là như vậy, cái đó là cái điều mà đáng đau khổ và đáng sỉ nhục đối với lại cái sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, không?